Hai mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay chúng ta có đơn hàng của Shopee mọi người, đó là dầu mọi người, dầu khắp đèn mọi người. Đây mọi người, hai chai dầu mọi người, dầu thắp đèn mọi người. Này có shop gia dụng hay là người ba to không bảy mươi tám một tám sáu này mua gần hay là nhiều người này giá là 104 500 người 104 105 ngàn người như vi ship người chai 50 55 ngàn 50 55 thì dầu thắp đèn người lưu ly cát tường người màu đỏ người 1 kg tăng kèm bắt tim đèn người hai chai 100 thường giá vậy là nó mềm rồi đó mọi người, còn mua mấy cái khác thì giá ấy mọi người. Này mua canh có quay ship mọi người chứ không có ship cũng 2 chai 150 nó cũng hơi ấy mọi người, hơi ngán mọi người. Nói hơi nó không màu không mùi nhưng mà thực ra nó cũng có mùi mọi người, lúc mà tắt không rồi, lúc mà tắt cái đèn ấy đúng rồi, nó vẫn cảm giác nó có cái mùi nó bay ra, không như dầu hôi, dầu hôi thì cái mùi nó đặc trưng đúng rồi, rồi nó là đói giờ nó ấy. Thật ra nhà có đèn hết luôn rồi, có mấy con đèn á đủ sáng hết luôn rồi, khỏi ấy cũng được rồi. Đốt này cảm giác kiểu cũng có thể là do cái ấy nó cảm giác nó ấm áp hơn rồi, giờ để cái đèn thôi rồi. Nhưng mà để đèn vàng thì cái màu nó ấm luôn rồi, không nếu mà để đèn trắng thì nó sáng rồi, cộng thấp thì đỡ tốn tiền rồi, nói chung là cũng vậy thôi rồi, cũng không lâu rồi, đốt chút thấp 5 phút rồi không lâu rồi, cho nên tốn chắc cũng không có nhiều rồi, tháng chắc không tới 2 chai đâu rồi. Đây rồi, dầu lưu ly rồi, dầu lưu ly cắt tường màu đỏ rồi, không màu không mùi, nhớ như mua chỗ này lần này lần thứ hai rồi, tại giá thấy được rồi, mua được rồi, 2 chai, mua 2 chai vừa rồi, chân thùng 6 chai nhiều lắm rồi, mua không mấy, thấy 2 chai là vừa, chai thì mua mỗi lần nó chuyển nó hơi ấy rồi, mua 2 chai thì nó vừa, chai thì thấy nó hơi ít một xíu. Còn thường bán thùng thì tôi bán 6 chai, thùng 6 chai, lắp 6 chai nhiều lắm rồi, 2-3 chai gì rồi. Cái màu nó có màu trắng, màu vàng với màu đỏ rồi, tôi thích màu đỏ rồi, nhiều khi xài dép quen rồi, nên mới thấy tin rồi, nó đỏ rồi, xanh đỏ đỏ cho nhỏ nó thèm rồi, nhìn đẹp rồi, chai này chai lít rồi, 2 chai 2 lít, giá 104 rồi, 104 500 rồi, 104 cho nên 5 ngàn rồi, có xếp hơn ship thì để không nhớ nữa rồi. Dạ. Đẹp mọi người, hai chai. Dạ. Bây giờ inbox của tôi tới đây là hết mọi người. Chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.